Rồi, xin chào anh em nha. Chúc anh em có buổi tối tốt lành nha. Tiếp tục clip hôm nay thì mình sẽ giới thiệu anh em một chiếc máy mới về nha anh em. Đủ các kiểu ha. iPhone, Samsung. Oppo thì tối nay hình như không có. Chủ yếu là iPhone và Samsung là nhiều nha. Có một hai con luôn em. Anh em ưng cái máy nào thì alo trực tiếp cho mình nha. Số điện thoại máy 0355 356 356 nha anh em. Cọc trước cho mình cái cọc Viettel 50k cho những máy 1,5 triệu đổ lại ha. Còn những máy trên 1,5 triệu thì anh em vui lòng cọc 100k Viettel nha. Nhắn cho mình 15 chữ số mã thẻ của thẻ cào. Rồi họ tên địa chỉ, mình sẽ ship hàng cho anh em nha. Rồi, không dài dòng nữa. Con máy đầu tiên trong clip này là con Coolbus Sky 3 anh em. Rồi, máy ngồi hình rất đẹp nha. Em coi đi. Con này kính là keo sao ben luôn. Lưng sau thì đã dán keo nha anh em. Đã dán keo rồi nha. Con này màn hình 5.5 inch nha. RAM 2/16, pin 2.5. Pin 2.5. Nói chung máy ngồi hình ok luôn. Đẹp tầm 98-99 nha. Mình sẽ lướt sơ cấu hình. Đó, wifi cực mạnh nha anh em. Test camera cho anh em xem. Rõ nét nha anh em, đẹp ha. Con này để anh em giá 980k thôi. 980k, máy đẹp len keng luôn nha anh em. Ok, tiếp theo là một con iPhone 5C. Máy ring đẹp, xài ok luôn, máy quốc tế anh em. Con này thì anh em bỏ sim vào là xài thôi nha. Mọi chức năng full nha anh em nha. Quốc tế đẹp tầm 97-98 này. Đó, lưng kính rất là ok luôn. Không có trước luôn. Pin hơi yếu, tí mình cắm sạc. Rồi hết pin à. Camera đẹp nha anh em. Wifi cũng mạnh luôn. 16GB máy quốc tế. Bỏ sim vào là xài nha anh em. Bao máy sạch cho anh em luôn. Giá 950k. 950k kèm sạc giá cực lực cho anh em đầy đủ ha. Một cái duy nhất thôi. Tiếp theo cho anh em là một con A6 Plus bán hàng. A6 Plus bán hàng. Con bán hàng thì xài một sim nha anh em. Máy riêng đẹp ha. Màn hình 6 inch, RAM 4, bộ nhớ 32. Pin 3.5 nha. A6 Plus bán hàng. Máy cực đẹp luôn anh em. 98-99%, kính không hề vết xước. Mọi chức năng là full cho anh em. Mình sẽ test camera trước cho anh em. Đó, camera cực nét nha. Wi-Fi thì quá mạnh luôn rồi. A6 cộng. Con này để anh em giá 2650 thôi. 2.650.000. Kèm sạc giá lực cho anh em đầy đủ nha. RAM 4, bộ nhớ 32. Nói chung cấu hình cũng mạnh anh em. Tiếp theo cho anh em là con G3 Pro. Con này là xài được 2 sim nha. Này như Việt Nam. Vỏ xeo thì hơi xấu anh em. Vỏ xuất sắc này. Đã dán cái miếng keo. Màn thì đẹp. Màn thì đừng coi thôi. À có lông mèo luôn anh em. Màn cũng có lông mèo chút đỉnh nha. Dán cơ lực cho anh em rồi. Test camera thì nó có bị lỗi phải gì không. Đẹp anh em. Camera ok nha. Chụp rất nét. Xong rồi qua cái wifi. Mình sẽ test các chức năng máy luôn cho anh em yên tâm. Đó, rất là mạnh. Coi thử cái này. Con này Việt Nam rồi, 2 sim. Rebound Pro. Rồi, mình giới thiệu lại tới nha anh em. Tại có khách một xíu. Thì con G3 Pro này thì màn hình 5 inch nha anh em. RAM 2/16 ha, pin 2.4. Máy ngoại hình thì cũng ok. Kính này có sức lông mèo vậy nè. Đã dán cực lực cho anh em rồi. Lưng sau xuất sắc nha. Con này để anh em giá 1,1 triệu thôi. Nó hơi xước, bán nhanh cho anh em giá 1,1 triệu nha. Anh em nào cần thì alo nha. Đúng 1,1 triệu. Tiếp theo cho anh em là con iPhone 5S này nè. iPhone 5S nha. Con này thì màn ring nha. Màn ring đẹp keng, 99-100 luôn anh em. 99,9 luôn. Vỏ thì xe thay mới, vỏ thay như là máy mới luôn. Đặc biệt là vỏ này vỏ loại 1. Nên là thay nó khít rịt luôn anh em. Y như máy mới nha. Nói chung như máy bóc hộp. Bóc hộp sao nói vậy là anh em mua về là không hối hận đâu, bảo đảm luôn. 5S 16GB quốc tế, full vân tay. Tất cả chức năng là ok hết nha anh em. Còn có một cái duy nhất thôi. Máy đẹp như mới. 16GB quốc tế, để anh em giá 1,350. 1.350.000. Đẹp keng sao ben như thế này nha anh em. Anh em thấy không? Khỏi phải chê. Một con 6S, iPhone 6S, full vân tay luôn, máy quốc tế luôn, máy ring 16GB đẹp tầm 97-98%. Keng sao ben.
Đấy, ring nha nè. Mọi chức năng hoàn hảo nha. 6S quốc tế ring nguyên. Để anh em giá 265. Con này 2650 nha anh em. Máy ring nha, bảo đảm cho anh em luôn. Xiaomi Note 7. Xiaomi Note 7. Máy thì lưng do xài ốp lưng nó có hơi nhầm nhầm tí. Kính này dán cực lực rồi. Lông mèo nhẹ. Nói chung là màn lông mèo nhẹ, cực nhẹ thôi. Redmi Note 7. Màn hình con này 6.3. RAM 3 bộ nhớ 32. Pin 4000. Máy nói chung là cũng còn đẹp tầm 95-96%. 1950 anh em. Giá 195 nha. Dán cực lực rồi, kèm sạc lại cho anh em ok. Máy đầy đủ chức năng, chụp hình đẹp nha anh em. Tiếp theo cho anh em là một con Samsung A20, AM20, sau đây anh em. M20. Vỏ xe xoay do xài hợp lưng, nó hơi có sức xước như vậy nè anh em. Kính thì nói chung là cũng ok. Góc đây mình chút xíu. Rồi. Có nước chút xíu nè anh em. Thắng xoay mình thấy được, còn lông mèo nhẹ. Con này lông mèo nhẹ. M20 anh em. Màn hình con này là 6.3. RAM 3 bộ nhớ 32. Pin thì 5000 nha. Pin này cực trâu bò. Đó, pin thì trâu bò luôn. M20 mọi chức năng full cho anh em. Có sao thì nói giờ trong clip rồi nha anh em. Chức năng là ok luôn. Để anh em giá 1750 thôi. 1.750.000. Nhanh gọn nha anh em. Kèm sạc dán lực đầy đủ cho anh em. Tiếp theo clip là con Oppo A3s anh em. Oppo A3s nha. Máy thì mặt sau đã dán cái miếng keo. Lưng nói chung là ngoại hình cũng rất là đẹp nha. Đã dán miếng keo trong mà bên trong nói chung nhìn thấy cũng không có xuất sắc gì nhiều anh em. Dán nhìn rất đẹp luôn. Kính thì ok, đã dán cái lực, không có xước anh em. Đó, màn đẹp luôn. Màn này là màn ring này. A3s. Đặc biệt con này là phiên bản RAM 3 bộ nhớ 32 nha anh em. Mình sẽ cho anh em coi cấu hình nè. RAM 3 bộ nhớ 32 nha, chứ không phải RAM 216 nha anh em, chú ý nha. RAM 3 bộ nhớ 32. Màn hình thì 6.2. Pin 4230. Pin 4230. Cấu hình con này là nói chung là nó vượt hơn con A3s cái loại RAM 216 nha. Mọi chức năng ok hết. Mình sẽ test thơ cái máy ảnh cho anh em. Chức năng wifi ok nha. A3s. Con này là bán 32GB, để anh em giá 1850 nha. 1850. Kèm sạc dán cực lực cho anh em đầy đủ nha. Một con Samsung Ribeiro. Ribeiro con này thay vỏ rồi anh em. Vỏ màng thay hết rồi. Màn hình thay, vỏ thay, đẹp như mới. Có thứ còn bình không? Ok. Màn hình 5.5 inch nha anh em, RAM 3 bộ nhớ 32, pin thì 3600, Ribeiro. Thay màn. Bảo đảm anh em xài ok luôn. Hôm nay pin gần hết nha anh em. Tiếp mình sạc pin nè. Pin nó gần hết rồi. Full chức năng nha anh em. Nói cho pin hết luôn. Full chức năng. Ribeiro Pro máy đẹp kem. Để anh em giá 1.7 triệu. 1.7 triệu nha. Kèm sạc dán cái lực cho anh em luôn. Tiếp theo clip là một con Samsung A750 Việt Nam anh em. Con này xài 2 sim nha. Con này thì đã dán cái lực cho anh em rồi nè. Màn đẹp. Kính cái nắp sau này mới thay như mới luôn này. Cái nắp ring nó bị bể nha, thay cái nắp mới luôn. Còn mọi chức năng là ok hết. Lấy ring nha. Cam cực rõ luôn. Cam cực rõ. A7. Màn hình 6 inch, RAM 4, bộ nhớ 64, pin 3300. Để anh em giá 2590. 2.590.000 thôi. Sát giá luôn nè. Anh em nào cần thì mình sell một con nha. Con này mình thu lại rỉ bán rỉ luôn. 2590. Kèm sạc với dán lực cho anh em đầy đủ ha. Một con duy nhất giá 2.590.000. Tiếp theo là Ribe Blue anh em. Ribe Blue nha. Con này màn thay, vỏ ring. Vỏ ring nó có hơi sợi suốt như vậy nha. Màn hình 5.5 inch nha anh em. RAM 4 bộ nhớ 32, pin 3000. Đó, giới thiệu nhanh gọn cho anh em, khỏi tốn thời gian anh em. Ăn đêm rồi. Để cho anh em xem lại clip. Ừ, con nào thì alo cho mình nha. Mọi chức năng ok hết. Ribe Blue. RAM 4 bộ nhớ 32, cực mạnh luôn. Giá 1750. 1750 kèm sạc dán lực đầy đủ. Ribe 4+ bán hàng. Một con. Lưng thì có xuất sắc gì do trưng bày này. Đó, còn riêng nguyên đẹp. Màn thì không có xước luôn. Đó, anh em coi đi. Máy kính đẹp keng sà beng luôn.
kính đẹp kem xe đen luôn em, gần như không có xước sát gì hết ha. Chỉ test camera cho anh em xem, quá đẹp, mọi chức năng full. G4 càng bán hàng thì nó RAM 3 bộ nhớ 32 nha anh em, chứ không phải như Việt Nam là 26 nha. Đây là RAM 332, màn hình 6 inch, pin 3300. Đến em giá 1950 kèm sạc giá lực cho anh em nha. Samsung A720 bán hàng. A720. Máy này thì ngoại hình lưng đẹp, kính đẹp không có vết xước luôn. Sườn thì có một hai vết cắn nhẹ nhẹ. Đây, có một hai vết cắn sườn. Mình có quay kỹ nha, anh em khỏi phải lăn tăn khi nhận máy. Nếu mà còn nào có lỗi gì thì mình đã quay kỹ đó. Màn thì đẹp keng luôn. Pin gần hết anh em, pin gần hết nha. Con này màn hình mình sẽ báo cấu hình cho anh em xem luôn. Màn hình con này anh em yên 7 nha anh em, RAM 3 bộ nhớ 32. Pin thì 3600 nha. Ra đi nhanh cho anh em luôn, giá 2.2. 2.2 kèm sạc, giá lực đầy đủ trước khi cái máy cho anh em nha. Rồi, con máy A720 thì cũng kết thúc clip đêm hôm nay rồi. Mình cũng thân ái chào tạm biệt tất cả các anh em nha. Hẹn anh em clip ngày mai. Chúc anh em sức khỏe thành công và có một đêm xem online vui vẻ.